Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Hoàng Dôn Trang Trang TV. Bây giờ thì đang là 7 giờ tối của ngày 28 tháng 5 năm 2021. Và lời đầu tiên của tôi là cảm ơn tất cả các bác và mọi người, những người đã ủng hộ kênh Trang Trang TV. Để đến bây giờ, kênh Trang Trang TV đã đạt được trên 100.000 lượt đăng ký, tức là đạt nút bạc. Mặc dù trong cái quãng thời gian tính đến bây giờ là 11 tháng thì báo cáo với các bác là kênh của tôi phải đến tầm 6 tháng là trong cái trạng thái không hoạt động vì tình trạng tấn công quá nhiều. Nôm na thì gọi giống như là làm đi làm lại á, thì mới cũng mới lấy lại kênh cách đây chưa đầy 1 tháng thôi. Tôi rất trân trọng cái sự quan tâm của các bác và mọi người, chân thành cảm ơn một lần nữa. Trở lại cái câu chuyện về Hoài Linh mấy ngày hôm nay thì tôi xin phép tổng quan với các bác thế này. Có rất nhiều người ta có thể chia ra làm hai phe, ví dụ như là phe của chị Hằng cùng với cả Ma Sơ, rồi bên kia là những người ủng hộ của anh Hoài Linh, rồi thậm chí người ta còn chia phe ra là ở phía Bắc rồi phía Nam, rồi tính toán xem là bao nhiêu người ủng hộ anh Hoài Linh, bao nhiêu người ủng hộ chị Phương Hằng hay là mọi thứ. Cá nhân tôi thì chia sẻ với các bác, tôi đứng ở cái vai trò là người quan sát chứ không phải là người tham gia vào phe nọ hay phe kia. Nhưng bởi vì là người quan sát cho nên rằng là tôi xin phép để chia sẻ với các bác như thế này. Trong mọi cái cuộc chiến á thì luôn luôn có cái nó gọi rằng là chính với tà. Và tại sao lại chính với tà? Bởi vì nếu hai phe ở bên cuộc chiến á, người ta chiến đấu nhau thì bên nào cũng đều nhận mình là phe chính hết, có bên nào nhận mình là phe tà đâu. Nhưng khi mình đứng ở phía quan sát ấy thì mình sẽ thấy rằng là tại sao mình biết rằng là phe bên này là chính, phe bên này là tà? Bởi vì chúng ta không bị ảnh hưởng bởi những cái cách thức truyền thông hay là ảnh hưởng bởi những mối quan hệ hay ảnh hưởng một cái sự văn hóa nào đó ở trong đó. Nói nôm na chúng ta ví dụ thế này, ví dụ như cuộc ví dụ như là ngày xưa chúng ta miền Nam với miền Bắc thì báo cáo với các bác đó đó chính là cái việc rằng tại sao một lãnh đạo cấp cao của Việt Nam Cộng Hòa thì người ta đã phải thừa nhận rằng họ không có chính nghĩa, bởi vì thế họ chắc chắn không thể chiến thắng. Mặc dù họ nhận được rất nhiều các nguồn lực từ Hoa Kỳ, nguồn lực từ rất nhiều những việc khác, thậm chí là lính, rồi quân đội, tài chính, nhiều thứ, nhưng họ không thể chiến thắng được, bởi vì đơn giản họ không có một từ thôi. Đó là cái từ chính nghĩa. Các bác thông cảm nhé. Đó là cái từ chính nghĩa. Và cái sự chính nghĩa nó ở đây nó như thế nào? Thì báo cáo với các bác, chính nghĩa là khi mà nhắc tới cái cốt lõi cơ bản của một cuộc chiến thì cái chính nghĩa là cái thứ để mà mọi người nương vào đó. Thì giống như chúng ta ở ở trong cuộc chiến ngày xưa thì chúng ta là vì độc lập, vì dân tộc, và chúng ta không có dùng bất kỳ một cái ngoại lực hay một binh lính nào của nước ngoài để can thiệp vào của chúng ta, cho nên chúng ta có chính nghĩa. Còn phía bên kia họ dùng lính của Hàn Quốc, họ dùng lính của Châu Phi, rồi họ dùng lính của Hoa Kỳ nữa tham gia trực tiếp, chính vì vậy họ không có chính nghĩa. Đó. Trở lại câu chuyện Hoài Linh cũng vậy. Hoài Linh chắc chắn sẽ không chiến thắng được, bởi vì á, Hoài Linh không có chính nghĩa. Mặc dù nếu chúng ta xét lại cái fanpage của anh đấy là có đến gần 20 triệu người, mười mấy triệu người đăng ký và lượt thích ở lượng fan á. Rồi rất nhiều những nghệ sĩ, những người mà có cái lượt follow đến hàng triệu người cũng lên tiếng ủng hộ. Nhưng cộng đồng mạng vẫn không chấp nhận được những cái sự ủng hộ đó. Ví dụ như là anh Đoàn Ngọc Hải, ví dụ như là một số người khác. Khi mà ủng hộ Hoài Linh ấy, thì đều bị cộng đồng đem nám một cách không thương tiếc. Và thậm chí chính là những người đó là những fan của họ ngày trước. Bởi vì đơn giản ai cũng có thể hiểu được rằng á, là anh Hoài Linh không có chính nghĩa. Nếu có chính nghĩa thì anh sẽ đàng hoàng, anh đứng ra, anh ấy giải thích mọi thứ gốc lõi một cách cặn kẽ, một cách logic và một cách minh bạch, thì sẽ không có cái cơ sở này. Nhưng bởi vì anh ấy không dám động đến cái phần cốt lõi cuối cùng ở chỗ đó, nên tính đến thời điểm này anh ấy im lặng. Vì vậy anh ấy hoàn toàn không có chính nghĩa. Đó. Đó là cái nét cơ bản nhất trong mọi cái cuộc tranh luận
hay là mọi cái cuộc chiến ở trên thế giới này giữa chính với tà. Thì rõ ràng mà thậm chí là một số bên có nguồn lực mạnh hơn, họ có thể chiến thắng ở trong một cái giai đoạn, nhưng xét về toàn cục thì bên nào có chính nghĩa thì bên đó mới có được lòng dân, thì bên đấy mới có thể chiến thắng được. Đó là điều mà tôi mong rằng các KOL, các influencer, những người mà có ảnh hưởng ở trên mạng xã hội sẽ nhìn được cái điểm gốc lõi, cốt cán đấy để mà ra được cái quan điểm cho riêng mình. Ít nhất thì không nên tham gia vào phía bảo vệ anh Hoài Linh, bởi vì có dùng cái lý do gì đi chăng nữa thì cũng sẽ bị cộng đồng nói chuyện thôi. Và họ có dùng cái lượng fan để hùng hậu đến đâu nữa thì những người fan đó khi đi comment, khi đi bình luận thì cũng bị những người bên phía của anh Hoài Linh gọi rằng là không, nghĩa là bên phía của chị Phương Hằng hay một thứ phản bác một cách bình thường. Tôi chỉ lấy ví dụ thế này, chỉ cần hỏi một câu hỏi đơn giản, thế tại sao bây giờ không minh bạch và kê khai cái sao kê từ năm 2020 đến giờ? Thế là y như rằng là anh Hoài Linh sẽ gọi rằng là ngắc họng luôn, cứng họng, không thể trả lời được. Vì đó là nền tảng cơ bản của chính nghĩa. Đó. Đơn giản không các bác? Bởi vì nếu từ tâm thì người ta sẽ không làm như thế. Nếu từ tâm, người ta sẽ không hành xử như thế. Và nếu mà từ tâm thì rõ ràng kể cả như thế nào đó thì họ vẫn làm. Cho nên ấy, tôi đã chỉ cho anh Hoài Linh một cái cách rất là đơn giản, một cách rất là rõ ràng. Và thấy rằng là mình sai đến đâu là mình nhận ở đó. Thậm chí mình nhận sai thêm cả những cái phần khác nữa, không có vấn đề gì cả. Chúng ta chấp nhận trong một cái thời điểm là sự thật phơi ra, và tôi chấp nhận đây là sự thật, đây là sai lầm, đây là lỗi lầm của tôi. Tôi đã nhìn thấy nó, tôi đã nhận thấy nó và tôi chấp nhận nó. Và từ đó ta sẽ phát triển lên, ta sẽ cố gắng để mà có một cái gì đấy nó chứng minh hành động cho cộng đồng, và hành động một cách từ từ bằng thời gian. Để từ đó cộng đồng sẽ tự khắc tha thứ cho mình. Nhưng nếu không đứng ra như bây giờ thì rõ ràng là cái câu chuyện nó hoàn toàn khác rồi. Và cái thời điểm vàng để anh Hoài Linh, anh ấy đứng ra với cộng đồng thì cũng đã qua mất rồi. Nó đã muộn mất rồi, và nó đã trễ mất rồi. Chính vì thế kể cả anh Hoài Linh có bỏ ra đến 14-15 tỷ như tôi đã chia sẻ, hoặc là như là chị, một chị hoa hậu nào đó tôi quên mất tên rồi, Lê Phương hay gì đấy, cũng chia sẻ là nên như thế và trả lại toàn bộ cái số tiền đó cho cộng đồng, thì có làm như thế thì bây giờ cũng muộn mất rồi. Bởi vì thời điểm vàng đã qua mất. Bây giờ anh có làm thì người ta cũng đặt lại ngược cái dấu hỏi rằng là chẳng qua là bị sức ép quá nên anh mới làm như vậy, chứ mọi thứ đâu có từ tâm của anh đâu. Đó. Và tôi nghĩ rằng cái câu chuyện của anh Hoài Linh vẫn còn tiếp tục nóng trong một thời gian nữa, khi những bằng chứng, khi mọi thứ được bộc lộ, được lộ diện ra ngoài, thì coi như là anh Hoài Linh hết cửa sống. Chính vì vậy, những người mà bảo vệ cho anh Hoài Linh, tôi tiếp tục, như là công ty Điền Quân, như là bên phía của Điền Quân này, bên phía của anh gọi rằng là anh Khương Dừa này, anh Điền này, là Colorman này, thì báo cáo với các bác là sẽ không ăn thua nữa. Anh đang đặt cả cái công ty của mình, đứng trước một cái mối nguy hiểm. Đó, không chỉ là chương trình Thách Thức Danh Hài. Bởi vì ấy, các bác tưởng tượng thế này, đơn giản trong một cái buổi live stream, của chị Phương Hằng, mà đợt tới tôi nghĩ rằng nó sẽ nóng hơn cả đợt 1, mà chị Phương Hằng chỉ hô hào mọi người rằng tẩy chay các nhãn hàng tài trợ cho cái chương trình đó, cho công ty Điền Quân, cho chương trình game show Thách Thức Danh Hài, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đó, đúng không ạ? Bởi vì chị Hằng có thể là nói lộng ngôn, có thể dùng ngôn từ không phù hợp, có thể nọ kia về mặt cảm xúc, nhưng chị vẫn có được cái lòng của dân chúng, vì đơn giản chị có cái thứ chính nghĩa ở trong đó. Đó, cho nên câu chuyện là không hoàn toàn nữa, nằm ở phía mà phía anh Hoài Linh hay phía của Điền Quân hay là phía gì được nữa rồi. Các bác mà bây giờ buổi live stream của chị Phương Hằng hay là gì đấy, các bác cứ comment đầy đủ rằng yêu cầu tẩy chay các nhãn hàng tài trợ cho chương trình Thách Thức Danh Hài, là tôi đảm bảo rằng các nhãn hàng đó sẽ ngay lập tức phải họp khẩn cấp. Và nếu như chị Phương Hằng mà chị đứng lên, chị ấy chia sẻ với mọi người rằng là nên tẩy chay cái chương trình đó,
thì rõ ràng là chuyện gì xảy ra? Đó là các chương trình đó họ sẵn sàng chấp nhận mất đi một vài chục tỷ, chứ chất định không tài trợ cho chương trình đó nữa. Bởi vì các nhãn hàng họ sẽ rất cẩn thận trong vấn đề đó. Và như các bác đã biết, Shopee đã gỡ hình ảnh. Và hầu hết các nhãn hàng khác, ít nhất họ không ký hợp đồng với anh Hoài Linh, ký hợp đồng riêng với hình ảnh của anh Hoài Linh trong cái năm 2021 này. Và bây giờ thì như thế nào? Các bác cứ để ý comment và xem, các bác sẽ thấy. Có một cái điểm yếu thôi của chị Ma Sơ hay là của một số người ấy, là khi livestream, khi nói chuyện ấy, mặc dù là có rất nhiều dẫn chứng, có rất nhiều thông tin, tuy nhiên rằng là họ để cái cảm xúc vào đấy nhiều quá. Khi phân tích thì người ta phân tích có hai cái ý để mà làm thế này. Một là bên pháp lý, nghĩa là bên phía pháp luật. Cái thứ hai nữa là bên phía của truyền thông. Khi mà hai cái này nó đồng hành, song hành một cách đầy đủ thì mới có thể chiến thắng được. Và tôi đang thấy cái cửa sáng rất thắng, cái cửa rất sáng của bên phía chị Phương Hằng lẫn như của Master. Có nói gì thì nói, có đúng không các bác? Bây giờ mà bảo rằng là anh Hoài Linh như thế nào đấy, anh ấy dùng hết cách để mà cứu vãn cái của mình, nhưng cái cách quan trọng nhất thì anh không dùng tới. Cái đũa thần của anh ấy thì không dùng tới. Anh ấy dùng cái cách rằng là anh ấy giải thích với cộng đồng mạng bằng một đoạn video, thì như là đổ thêm dầu vào lửa để từ đó nó nổi lên nữa. Cái cách thứ hai anh ấy cố, đó là cầu xin cái sự thông cảm của cộng đồng mạng bằng một cái bệnh án ung thư tuyến giáp, thì cũng bị cộng đồng mạng vạch mặt và nói cái đấy rất là rõ ràng. Rồi các bạn có thể nhìn thấy từ đó anh ấy nằm im, và anh ấy dùng những fan hay là những cái của mình đi comment khắp nơi, và dùng những người bạn của anh đấy đứng lên để mà chia sẻ, để mà giúp đỡ. Cách này tôi cho rằng cũng không hiệu quả, và chỉ nhìn một vài cái trường hợp đứng lên bảo vệ cho anh Hoài Linh mà bị suy giảm cái uy tín một cách nghiêm trọng. Ví dụ đơn giản như là trường hợp của anh Đoàn Ngọc Hải, thì lập tức là cộng đồng mạng cũng phản bác một cách kinh khủng như thế. Thì rõ ràng là đợt sau người ta sẽ tự biết là đứng về phía bên nào. Âu thì cũng có một cái gì đấy nó cũng buồn buồn, nhưng tôi nghĩ rằng vẫn giữ cái quan điểm ngay từ lúc đầu khi tôi nói chuyện về cái sự việc của anh Hoài Linh này, là showbiz Việt muốn phát triển, muốn tiến triển, thì mình cứ nôm na mình hiểu showbiz Việt nó như là một đứa trẻ nhóc này chẳng hạn đó. Tôi lấy ví dụ như này, như thằng bé của tôi đây, đây đó, nó bé bé thế này, nó muốn trưởng thành lên thì nó cần phải có một cái sự va chạm, nó cần phải có sự trải nghiệm, và phải cần cả một cái sự vấp ngã nữa để từ đó mới trưởng thành hơn, mới có một cái gì đấy nó đàng hoàng, nó đàn ông hơn. Vấp ngã là điều không thể tránh khỏi trong cuộc đời, nhưng cái cách chúng ta nhìn nhận và đối xử và hành động với cái vấp ngã đó, nôm na có thể là cái thái độ và cái hành động của chúng ta với những cái sai lầm, với cái vấp ngã đó, mới là cái điều làm nên con người. Đó. Thì trên đời này tôi tin rằng không ai không vấp ngã được cả. Cho nên á, chúng ta vấp ngã là chúng ta sẵn sàng giơ tay ra, nhưng đầu tiên cái thái độ của người vấp ngã là như thế nào? Cứ nằm mành ngạch mà khóc mếu, ăn vạ thì rõ ràng là chẳng ai muốn dây vào, chứ đừng nói rằng là đưa tay ra để mà giúp đỡ. Và tốt nhất thì đó là cái câu chuyện để mà các bác có thể nhìn nhận. Và showbiz Việt như là một con người thì cần phải sự trưởng thành từ đó, chính từ những vấp ngã đó, từ đó mà có được cái sự thanh lọc. Và báo cáo với các bác rằng đây là một quy luật muôn đời, chứ không phải là một cái gì đó đâu. Và quy luật này là quy luật của mọi sự vật trong xã hội này. Nó như một sự vô thường ấy. Đó, đầu tiên là sinh thành trụ hoại diệt. Cả cái showbiz cũng thế, cả con người cũng thế, nó sinh thành ra, lớn lên và nó sẽ bị hoại đi, để từ đó một lớp mới là bắt đầu sinh thành trụ hoại diệt, lớp mới đi, cứ vòng 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 như thế, và mỗi lần nó đều lại sự phát triển lên. Cho nên là chúng ta không việc gì phải tiếc, hay không gì phải nuối tiếc nhanh đoàn Ngọc Hải đâu. Bởi vì tôi tin chắc rằng không có anh Hoài Linh, không có anh Trấn Thành, không có những anh kia, thì lập tức showbiz cũng sản sinh ra những cái gương mặt mới.
Bởi vì chu kỳ của những gương mặt này thì cùng lắm là 20 năm thôi. Nó giống như chu kỳ của một cầu thủ vậy. 20 năm để mà phát triển. Thế cho nên là phải chấp nhận. Và tôi tin rằng Showbiz Việt đợt tới sẽ có rất nhiều gương mặt để chúng ta nhìn vào. Vấn đề là chúng ta dám nhìn thẳng vào sự thật và dám mạnh dạn thay đổi cái điều đó hay không, hay là cố bám chấp vào những cái thành công cũ và những cái tên tuổi cũ như là anh Điền Cardman nói, anh Khương Dừa nói, mọi người như vậy. Tôi cũng chia sẻ luôn là có nhiều người đang chuẩn bị bóc phốt công ty Điền Quân ấy, như là công ty sân sau của HTV đó. Mà nếu mà việc này mà lôi ra thành chứng cứ thật thì không hiểu rằng là anh Cardman kia sẽ nghĩ thế nào. Và tại sao người ta đặt dấu hỏi là công ty Điền Quân lại được một cái sự ưu ái rất lớn từ bên phía HTV như vậy. Đó. Câu chuyện nó sẽ dần dần nó lớn ra, nó vỡ ra. Và điều đó xét một khía cạnh thì là tốt. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc bác một buổi tối tốt lành nha. Tôi hẹn gặp lại các bác vào buổi sáng ngày hôm sau.